Cô xin chào tất cả các con đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Trước khi vào bài học mới, cô mời các con cùng quan sát tranh sau và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. À, các con thấy tranh vẽ một con khỉ đang ngồi trên lưng cá sấu. Thế hai con vật này gặp nhau, cùng chơi với nhau, nhưng chúng có thể kết bạn cùng nhau hay không? Cô và các con cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, đó là bài Quả, Tim, Khỉ. Sách tiếng Việt lớp 2, trang 50. Cô mời tất cả các con mở sách giáo khoa và lắng nghe cô đọc. Quả tim khỉ. Một ngày nắng đẹp, đang leo trèo trên hàng dừa ven sông, khỉ bỗng nghe một tiếng quẫy mạnh dưới nước. Một con vật da sần sùi, dài thượt, nhe hàm răng nhọn hoắt như một lưỡi cưa sắt, trườn lên bãi cát. Nó nhìn khỉ bằng cặp mắt ti hí, với hai hàng nước mắt chảy dài. Khỉ ngạc nhiên. Bạn là ai? Vì sao bạn khóc? Tôi là cá sấu, tôi khóc vì chả ai chơi với tôi. Khỉ nghe vậy, mời cá sấu kết bạn. Từ đó, ngày nào cá sấu cũng đến, ăn những hoa quả mà khỉ hái cho. Một hôm, cá sấu mời khỉ đến chơi nhà. Khỉ nhận lời, ngồi lên lưng cá sấu. Bơi đã xa bờ, cá sấu mới bảo. Vua của chúng tôi ốm nặng, phải ăn một quả tim khỉ mới khỏi. Tôi cần quả tim của bạn. Khỉ nghe vậy hết sức hoảng sợ, nhưng rồi trấn tĩnh lại, nó bảo. Chuyện quan trọng vậy mà bạn chẳng bảo trước. Quả tim tôi để ở nhà, mau đưa tôi về. Tôi sẽ lấy tim dâng lên vua của bạn. Cá sấu tưởng thật, liền đưa khỉ trở lại bờ. Tới nơi, khỉ đu vút lên cành cây, mắng. Con vật bội bạc kia, đi đi, chẳng ai thèm kết bạn với những kẻ giả dối như mi đâu. Cá sấu tẽn tò, lặn sâu xuống nước, lủi mất. Theo truyện đọc 1 năm 1994. Như vậy các con thấy trong bài đọc gồm có 4 đoạn tương ứng với các số 1, 2, 3, 4 trong sách giáo khoa. Và khi đọc các con lưu ý chúng ta cần đọc phân biệt rõ lời các nhân vật trong bài nhé. Chẳng hạn như lời của khỉ khi hỏi thăm cá sấu thì chúng ta phải đọc với giọng hồn nhiên. Còn lời của khỉ nói với cá sấu giữa dòng sông thì chúng ta phải đọc với giọng bình tĩnh, thể hiện sự khôn ngoan. Còn lời khỉ mắng với cá sấu thì chúng ta đọc với giọng phẫn nộ. Đối với cá sấu thì chúng ta phải đọc lời của cá sấu thể hiện sự ngọt ngào nhưng không thật lòng. Các con nắm được cách đọc chưa nào? Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các con đọc một số tiếng từ có âm vần dễ lẫn sau đây. Cô mời các con lắng nghe. Sần sùi. Ở tiếng sần các con lưu ý cho cô vần ân có âm cuối n. Sần sùi. Dài thượt các con lưu ý cho cô vần ướt có âm cuối tờ. Dài thượt. Nhọn hoắt các con lưu ý cho cô vần ót có âm cuối tờ. Và khi phát âm chúng ta phải tròn môi tiếng hoắt. Nhọn hoắt. Trườn lên. Con lưu ý cho cô ở tiết trườn, âm tr đầu và vần ươn có âm cuối n. Trườn lên. À, vừa rồi cô hướng dẫn các con cách đọc các âm vần dễ lẫn nha. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các con ngắt nghỉ hơi các câu dài trong đoạn 1. Câu thứ nhất. Chúng ta phải ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy và ở cuối dấu chấm và nhấn giọng các từ sần sùi, dài thượt, nhọn hoắt, trườn lên. Cô mời các con lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Một con vật da sần sùi, dài thượt, nhe hàm răng nhọn hoắt như một lưỡi cưa sắt, trườn lên bãi cát. Với câu thứ hai, các con lắng nghe cô đọc và xem ngắt nghỉ hơi sau tiếng nào nhé. Nó nhìn khỉ bằng cặp mắt ti hí, với hai hàng nước mắt chảy dài. Trong câu này các con ngắt nghỉ hơi sau từ ti hí. Chúng ta nhấn giọng từ ti hí và từ chảy dài. Cô mời các con lắng nghe câu đọc. Nó nhìn khỉ bằng cặp mắt ti hí
với hai hàng nước mắt chảy dài. Thế ở đoạn 2, lời nói của cá sấu thì chúng ta sẽ đọc thể hiện sự ngọt ngào nhưng không thật lòng. Cô mời các con lắng nghe cô đọc. Vua của chúng tôi ốm nặng, phải ăn một quả tim khỉ mới khỏi. Tôi cần quả tim của bạn. Thế lời đáp của khỉ thì chúng ta sẽ đọc với giọng thể hiện sự khôn ngoan, bình tĩnh. Cô mời các con lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Chuyện quan trọng vậy mà bạn chẳng bảo trước. Quả tim tôi để ở nhà, mà đưa tôi về, tôi sẽ lấy tim dâng lên vua của bạn. Ở đoạn 3, khi chúng ta đọc lời mắng của khỉ đối với cá sấu, thì các con chú ý chúng ta sẽ đọc lên giọng các tiếng ở cuối câu. Cô con lắng nghe cô đọc nhé. Con vật bội bạc kia, đi đi, chẳng ai thèm kết bạn với những kẻ giả dối như mi đâu. À, như vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con cách đọc một số tiếng từ có âm vần dễ lẫm cũng như ngắt nghỉ hơi, cũng như cách đọc một số nhân vật, lời của các nhân vật trong bài. Sau đây, cô mời các con cùng cô tìm hiểu nghĩa của một số từ khó hiểu trong bài nhé. Từ thứ nhất là từ dài thượt, có nghĩa là dài quá mức bình thường. Tì hí, dùng để tả đôi mắt quá hẹp hoặc là quá nhỏ. Trấn tĩnh, tức là lấy lại bình tĩnh. Bội bạc, tức là xử tệ với người đã cứu giúp mình. Tẽn tò, nghĩa là xấu hổ hoặc là mắc cỡ. Như vậy các con thấy, qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học gì nào? À, các con thấy, trong tình bạn chúng ta phải chân thật, không giả dối với nhau. Vì với những kẻ bội bạc, giả dối thì sẽ không bao giờ có được bạn. Ngoài ra, khi chúng ta đứng trước việc nguy hiểm hoặc bị lừa thì chúng ta phải bình tĩnh để nghĩ ra cách thoát nạn. Các con nhớ chưa nào? Và cô mong rằng với sự chân thành, chân thật trong tình bạn, các con sẽ có nhiều người bạn tốt, biết quan tâm, giúp đỡ nhau. Các con hãy đọc lại bài, đọc và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa, làm phiếu bài tập của cô nhé. Cô xin chào tất cả các con, hẹn gặp lại các con trong tiết tập đọc sau.